Chào mọi người, trong video hôm nay Huyền xin chia sẻ những cách giúp mình luyện nghe tiếng Anh tại nhà như thế nào cho hiệu quả. Việc đầu tiên là kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. Để kiểm tra trình độ, bạn sẽ gõ lên Google là Listening Level Test. Sau đó bạn vào trang Exam English. Rồi, ở trong trang này sẽ có 15 câu để test level của mình. Sau khi làm hết 15 câu thì nó sẽ hiện ra level hiện tại. Tuy nhiên thì nó sẽ không cho mình biết câu nào đúng, câu nào sai, rồi mình đúng được bao nhiêu câu. Do đó, nếu bạn nào muốn biết câu nào đúng, câu nào sai thì các bạn có thể vào trang là Oxford Online English. Đó, mục số 2 ở trên Google đó. Ở đây thì sẽ có 6 phần, mỗi phần là 4 câu hỏi. Tổng mình sẽ có 24 câu hỏi. Và khi mà mình làm xong tất cả thì họ sẽ hiện ra cho mình là mình làm đúng bao nhiêu câu trên 24 câu. Sau khi làm xong, các bạn click vào Test Results. Lúc này mình sẽ biết level hiện tại của mình là khoảng bao nhiêu. Và câu nào đúng, câu nào sai thì trang web đều báo cho mình và có phần giải thích rất là chi tiết ở bên dưới. Sau khi đã biết mình đang ở khoảng level nào thì bây giờ mình sẽ đi tìm bài nghe phù hợp cho level của mình. Để tìm bài nghe phù hợp thì các bạn sẽ gõ lên Google là Listening British Council. Sau đó là vào mục Listening. Ở trong đây sẽ chia ra các level. Ví dụ mình đang ở Intermediate B1 thì mình sẽ click vào. Ở trong đây lại có rất là nhiều bài nghe. Mình chọn một chủ đề mà mình cảm thấy thích. Khi mà bấm vào chủ đề này, mình thấy phần preparation là cái phần trước khi nghe, sau đó là transcript, sau đó là phần nghe, file nghe. Rồi phần transcript, đây là phần rất quan trọng để mình học từ vựng và phân tích sau khi nghe. Sau đó thì có bài tập để mình làm sau khi nghe để mình nhớ từ vựng hơn. Và có một mục đó là download, các bạn sẽ có thể tải cái phần bài tập về in ra để vừa nghe vừa làm cho tiện. Đối với những bạn mà muốn luyện nghe theo phương pháp chép chính tả thì các bạn có thể gõ lên Google là Listen a Minute. Đây là một trang web rất hay, mỗi bài nghe chỉ khoảng 1 phút thôi và nó có bài tập phần chép chính tả. Ở đây nó có rất nhiều chủ đề xếp theo bảng chữ cái, ví dụ như chữ A là accident gì, mình click vào cái mục đó thì sẽ ra một bài về tai nạn. Cái phần đang bôi trên màn hình là cái phần transcript. Và phần bên dưới á, thì sẽ là cái bài tập cho mình. Họ để trống như vậy để mình vừa nghe mình vừa chép chính tả. Đó, bạn nào theo phương pháp chép chính tả thì lưu ý cái trang web này. Các bạn tham khảo thử trang web này rất là hay ha. Sau khi nghe xong một bài thì chúng ta đừng vội nhảy qua bài khác nghe, mà chúng ta hãy phân tích thật kỹ cái phần transcript, xem tại sao mình đúng, tại sao mình sai. Và đặc biệt là rút từ vựng. Ở đây Huyền dùng hai cây bút highlight màu khác nhau, màu vàng và màu xanh để highlight cái từ vựng mới. Có một cái vấn đề xảy ra ở đây, đó là khi mà mình highlight từ vựng, mình sẽ thấy là ủa sao có nhiều từ vựng vậy? Vậy bây giờ mình biết học từ nào? Ví dụ như khả năng của mình chỉ học được khoảng 10-15 từ một ngày đi. Nhưng mà khi mà highlight xong á, mình thấy highlight ra tới 30-35 từ. Vậy thì học từ nào bây giờ? Thì Huyền dùng hai cái cây bút highlight này để phân chia cái từ học. Cái từ màu vàng sẽ là từ được học. Từ màu vàng là từ highlight đang highlight trên màn hình, là từ nằm trong câu chứa đáp án. Huyền sẽ ưu tiên học những từ vựng nằm ở trong câu chứa đáp án trước. Nếu mà những cái từ vựng này ít á, thì mình còn và mình còn khả năng, mình còn thời gian thì mình sẽ học những cái từ vựng được highlight xanh là những từ vựng mới nói chung trong toàn bài. Nó nằm rải rác trong toàn bài. Đó, vậy là mình sẽ chia ra làm hai loại từ mới chung và từ mới nằm trong đoạn chứa đáp án. Và mình sẽ ưu tiên học từ mới nằm trong đoạn chứa đáp án trước. Ví dụ ngày hôm đó mình đặt mục tiêu là mình sẽ học 10 từ vựng. Sau cái bài listening đó thì mình hãy ghi 10 từ vựng vào một cái quyển vở. Đó, mình sẽ có một quyển vở riêng là quyển vocabulary, quyển mình sẽ ghi từ vựng cho các kỹ năng. Một trong những nguyên nhân khiến mình chưa nghe được đó là mình vẫn chưa vững phát âm cơ bản. Để luyện lại phát âm cơ bản thì bạn sẽ lên Google và search là BBC Pronunciation IPA. Trang web này cung cấp cho mình các video hướng dẫn phát âm bảng chữ cái tiếng Anh quốc tế rất là chi tiết.
Tuy nhiên đây là phát âm theo giọng Anh. Đối với những bạn nào thích giọng Anh Mỹ thì các bạn có thể lên YouTube và gõ vào khung tìm kiếm là IPA Pronunciation American English. Khi nói người bản xứ nối âm rất là nhiều, do đó là có những cái từ và cụm từ rất quen thuộc nhưng mà khi nghe người ta nối âm một cái là mình không biết là người ta đang nói gì luôn. Ví dụ như là all of us hoặc là 0950. Đó, cái này rất là hay gặp trong IELTS listening nè, 5 và O kết thúc là V và đằng sau là nguyên âm O, do đó là sẽ là 50. Vậy nên khi mà mình phân tích cái phần transcript á, có cái cụm từ nào mà được nối thì mình nhớ ghi chú lại và mình xem cái cách người ta nối âm như thế nào để lần sau khi gặp lại thì mình sẽ nghe được. Một điểm mà mình cần lưu ý nữa đó là filler words. Người bạn sử dụng rất là nhiều những cái filler words như là well, like, you know, basically. Nó không thực sự mang nghĩa trong một cái câu. Ví dụ như là I was like thinking about all the feedback I got. Thì cái từ like ở đây nó không mang ý nghĩa gì cả. Đối với những bạn mới bắt đầu, đôi khi mình nghe thấy like, ôi có nghĩa là thích cái gì đó thì sao. Nhưng mà không phải ha, đây chỉ là những cái filler words mà người bạn xứ thêm vào mà thôi. Thêm vào để kiểu như là để kéo dài thời gian ra, đôi khi để mình nghĩ cái ý tưởng này kia. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về filler words để sao cho mình nghe nó hiệu quả hơn ha. Điểm mà mình cần lưu ý tiếp theo khi nghe đó là contractions. Đây là cái cách nói rút gọn. Ví dụ như là thay vì nói là she is beautiful thì giờ người ta chỉ nói là she is beautiful vậy thôi. Hoặc là we have been waiting for you for 2 hours thì bây giờ người ta chỉ cần nói là we've been. Hoặc là he'll pay for that. Nhớ ghi chú lại những cái contractions phổ biến để mình phản xạ tốt khi nghe ha. Điều tiếp theo đó là nếu mình không hiểu được từng từ trong câu người ta nói thì chẳng sao cả. Mục tiêu của mình là cố gắng hiểu được từ khóa, từ quan trọng mà mang lại cái ý nghĩa của câu đó là được rồi. Ví dụ như là would you like a cup of tea? Thì đôi khi mình chỉ nghe được là would you là nối âm nè, rồi like, rồi cup và tea. Mình không nghe được a hoặc là of thì cũng chẳng sao cả ha. Tiếp theo, để xem trình nghe của mình có tiến bộ hay không thì mình hãy cố gắng thiết kế cho mình một cái bảng đánh giá tiến độ nghe. Huyền sẽ để link tải cái bảng mẫu này ở dưới phần mô tả dưới video, các bạn có thể tải ở đó ha. Đó, bảng kiểm tra tiến độ listening. Ở trong đó thì sẽ có, mình sẽ ghi chú lại cái câu đúng cho cái phần nghe lần 1, lần 2, lần 3, phần trăm câu đúng là bao nhiêu trên tổng số bao nhiêu câu, rồi ngày tháng, ghi chú ngày tháng, rồi sách luyện là sách luyện listening nào vậy. Đó, có như vậy thì sau 1 tháng, 2 tháng mình mới biết được là mình đang đi tới đâu rồi. Và điều cuối cùng đó là mình hãy tận dụng tối đa thời gian rảnh để nghe những gì mình thích. Hồi Huyền còn là sinh viên á, thì ban đầu bắt đầu nghe là Huyền nghe cái series là English Have a Go. This is my sister Amy. Sau này thì Huyền luyện thêm series Extra, rất là vui. Mình có thể vừa xem, vừa giải trí mà lại vừa học thêm rất là nhiều từ mới. Một trong những người luyện nghe qua phim ảnh mà hiệu quả nhất Huyền biết đó là bạn thân cùng phòng với Huyền hồi mà Huyền mới ra trường á. Bạn đó là mắc gốc ngữ Pháp, rồi nghe là hầu như bắt đầu lại từ đầu luôn. Bạn đó luyện sau khi mà luyện phát âm cơ bản và nghe những cái bài test cơ bản á, thì khi mà ở nhà bạn luyện series How I Met Your Mother. Đó, luyện xong series đấy là trình nghe lên một tầm cao mới luôn. Sau khoảng 1 năm bạn đi thi IELTS thì được 5.5 listening. Sau đó là luyện lại tại nhà. Nói chung là cứ tự luyện vậy đó. Tự luyện qua phim ảnh rồi qua những gì mình thích, ghi chú lại từ mới. Thì bạn thi lại và hiện tại bây giờ là bạn đang được 8 chấm listening. Riêng cho cái mục listening đó, nói chung là rất là nể một người mất gốc hoàn toàn như vậy mà có thể luyện nghe đều đặn, cài rất là cật lực và đạt được 8 chấm listening. Vậy nên không gì là không thể. Mình hãy cố gắng có được một cái thời khóa biểu chi tiết, sau đó là xem level của mình đang là bao nhiêu, rồi tìm kiếm tài liệu, phân tích transcript, rút từ, cứ học kiên nhẫn từng ngày từng ngày, thì chắc chắn là sau 1 tháng, 2 tháng là trình nghe của mình sẽ lên. Vừa rồi là một số chia sẻ của Huyền về cách cải thiện kỹ năng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.